bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Kịch bản nào sẽ được thiết lập khi một quốc gia bị vỡ nợ? Có lẽ chúng ta đã nghe rất nhiều đến cụm từ vỡ nợ, nhưng nếu đó là chuyện vỡ nợ của một doanh nghiệp nào đó thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì để bàn. Nhưng nếu cả một đất nước bị vỡ nợ thì sao? Điều gì sẽ xảy đến với quốc gia đó? Và vỡ nợ quốc gia khác gì so với một doanh nghiệp vỡ nợ? Câu trả lời sẽ được Độc Đáo TV bật mí ngay sau đây. 1. Vỡ nợ quốc gia là gì? Khi nhu cầu chi tiêu trong nước không ngừng tăng lên mà nguồn thu từ thuế và các nguồn thu khác không thể giải quyết được thì giải pháp mà chính phủ của một nước thường nghĩ đến đó sẽ là vay vốn quốc tế. Nhưng quá hạn trả nợ mà chính phủ vẫn không thể trả nợ cho các chủ nợ thì gọi là vỡ nợ quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu rằng kiểu vỡ nợ này khác hoàn toàn với kiểu vỡ nợ của các doanh nghiệp bởi lý do là các chủ nợ sẽ khó thu hồi tài sản quốc gia hơn là tài sản của các công ty thông thường. Vỡ nợ quốc gia được xem là thời kỳ rất đau đớn đối với các quốc gia bởi có rất nhiều hệ lụy sẽ kéo theo sau khi nước đó công bố vỡ nợ quốc gia. Và theo số liệu thống kê của Economist thì nhìn chung hầu hết các nước đều vỡ nợ ít nhất một lần trong lịch sử của họ. Chẳng hạn như đất nước Tây Ban Nha bị vỡ nợ hồi thế kỷ 16 dưới sự trị vì của vua Philip II trải qua 4 lần vỡ nợ. Hy Lạp và Argentina thì lần lượt thất hứa với các chủ nợ 7 và 8 lần trong 200 năm qua. 2. Vỡ nợ quốc gia có tác động như thế nào đến nền kinh tế? Một đất nước lâm vào cảnh vỡ nợ quốc gia thì đa phần đều gặp nhiều rắc rối. Vậy, đâu là những kịch bản đã được định sẵn cho các quốc gia khi bị vỡ nợ? Thứ nhất là đồng nội tệ mất giá. Khi người dân trong nước nhận thấy khoản tiền mà mình đang gửi ở các ngân hàng có thể bị ảnh hưởng sau tin vỡ nợ quốc gia thì họ sẽ kéo đến ngân hàng để rút khoản tiền đó về. Mục đích tiếp theo là đem số tiền đó ra nước ngoài để gửi. Như bất cứ cuộc khủng hoảng kinh tế nào nhằm hạn chế việc rớt giá đồng tiền nội địa thì chính phủ sẽ đóng cửa ngân hàng và áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn. Chẳng hạn như cú vỡ nợ quốc gia của Hy Lạp vào hồi năm 2012, chính phủ nước này đã quyết định đóng cửa thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng trong một tuần, đồng thời hạn chế lượng tiền mặt rút ra mỗi ngày và các giao dịch thanh toán với nước ngoài. Thứ hai là khó tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Các quỹ cho vay vốn quốc tế sẽ trở nên dè chừng hơn với những quốc gia từng bị vỡ nợ vì họ lo ngại rằng nếu tiếp tục cho vay thì họ rất khó thu về dòng vốn đã cho vay trước đó, chứ đừng nói đến nguồn lãi suất thu được. Do đó, họ có thể từ chối thẳng thừng lời đề nghị vay vốn của đất nước từng bị vỡ nợ. Mà nếu có đồng ý cho vay tiếp thì các chủ nợ chắc chắn sẽ gia tăng lãi suất trong nguồn vốn mà họ bỏ ra. Đây là cơ hội béo bở cho những người thích cho vay với lãi suất cao, vẫn quyết định mở hầu bao cho các quốc gia vỡ nợ vì họ có thể nhìn thấy khoản siêu lợi nhuận từ những con nợ thất thủ này. Thứ ba đó là bị hạn chế về nguồn đầu tư. Dù đất nước đó có nhiều tiềm năng để phát triển về mọi mặt, nhất là vấn đề kinh tế, tuy nhiên, những nhà đầu tư cũng sẽ hạn chế rót vốn vào những quốc gia từng vỡ nợ vì nguồn đầu tư đó có thể không đem lại kết quả gì cho các nhà đầu tư, thậm chí nguồn vốn mà họ rót vào đó cũng có nguy cơ bị thất lạc. Để tránh gặp phải những kịch bản đó, các con nợ đã chọn cách tái cấu trúc nợ thay vì đơn giản là từ chối chi trả. Trong những trường hợp ít nghiêm trọng hơn, các quốc gia có thể chọn tái cấu trúc nợ bằng cách xin thêm thời gian để xoay sở. Điển hình là cách giải quyết vấn đề vỡ nợ quốc gia của Argentina. Sau cú vỡ nợ 81 tỷ USD vào năm 2001, nước này đã đề nghị trả các chủ nợ 1/3 số tiền thiếu và cuối cùng thì 93% khoản nợ được chuyển đổi sang trái phiếu bảo đảm vào các năm 2005 và 2010. Tốt hơn hết, để tránh các cuộc thương lượng dài lê thê sau vỡ nợ vì nó có thể gây tổn thất cho các bên liên quan, thì việc dàn xếp trước khi đặt bút ký kết là một gợi ý không hề tồi. Thông tin được biên tập từ Đỗ Tính, ban biên tập Độc Đáo TV. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.